Xin chào, rất vui vì các bạn đã ghé thăm và chào mừng bạn đến với Khám phá Thế giới. Các bạn thân mến, khi nhắc tới rừng rậm Amazon, chúng ta liền nghĩ đến hệ sinh thái động thực vật vô cùng đa dạng và rất nhiều loài vật vô cùng kỳ lạ và bí ẩn. Và một trong những điều thú vị ở nơi đây có thể nằm ngoài sự tưởng tượng của các bạn, chính là loài khỉ tí hon vô cùng ngộ nghĩnh và đáng yêu mà nhiều người không ngờ tới. Đó chính là khỉ đuôi sóc Pygmy, hay nhiều người còn gọi chúng là khỉ ngón tay, là loài khỉ nhỏ nhất trên thế giới. Loài khỉ này còn được gọi là khỉ đuôi sóc lùn, thuộc bộ linh trưởng nhỏ bé nhất thế giới. Trong môi trường tự nhiên, khỉ ngón tay di chuyển rất nhanh nhẹn và bình thường thì rất khó để có thể bắt gặp được loại khỉ này. Khỉ đuôi sóc Pygmy chính là loài động vật đặc hữu của Nam Mỹ. Chúng thường xuất hiện ở phần phía tây của lưu vực sông Amazon. Loại môi trường sống ưa thích của chúng là những vùng đất thấp, rừng thường xanh nhiệt đới. Loài linh trưởng nhỏ nhất thế giới này đặc biệt thích những khu rừng ngập nước hơn 3 tháng mỗi năm. Thức ăn của loài này cũng vô cùng đơn giản. Chúng ăn nhựa cây bằng cách gặm vỏ cây và cũng ăn trái cây, côn trùng, nhện. Ngoài ra thỉnh thoảng thì chúng cũng có thể sơi tái thêm những con chim nhỏ hoặc là những quả trứng chim. Sử dụng lợi thế bé nhỏ của mình vậy nên trọng lượng của chúng rất nhẹ, và điều này làm cho các chuyển động của chúng rất nhanh và bất chấp trọng lực. Khỉ có thể bám thẳng vào cành cây, di chuyển qua tán cây một cách linh hoạt. Các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về linh trưởng đã mất nhiều năm quan sát và nghiên cứu. Sau đó báo cáo các phép đo trung bình của chúng là chỉ nặng 119g với chiều dài cơ thể không kể đuôi rơi vào tầm 11-15cm. Và điều bất ngờ là những con trưởng thành có đuôi dài hơn cơ thể của chúng. Đúng như tên gọi của chúng, khỉ đuôi sóc lùn là loài khỉ nhỏ nhất trên toàn cầu. Chúng là loài linh trưởng rất hiền lành và hòa đồng, thường tụ tập thành nhóm từ 2-15 cá thể. Những thành viên trong nhóm này thường là có quan hệ huyết thống với nhau. Có nguồn gốc từ lưu vực sông Amazon và các khu rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ. Ngoài ra chúng còn được tìm thấy ở Brazil, Colombia, Peru, miền Bắc Bolivia và Ecuador. Tuy nhiên, bạn cũng có thể bắt gặp chúng ở trong các vườn thú nữa. Khỉ đuôi sóc nổi tiếng là những sinh vật linh hoạt rất nhanh nhẹn. Chúng có thể thực hiện những bước nhảy dài lên tới gần 5 mét trong không trung cũng như xoay đầu tới 180 độ một cách dễ dàng và thuần thục. Có tất cả 11 loại khỉ đuôi sóc khác nhau đã từng được ghi nhận, nhưng tất cả chúng là những loài vật tí hon đúng nghĩa, chỉ dài từ 11-15cm, chưa bao gồm đuôi, có móng vuốt thay vì móng tay, có lông xúc giác trên cổ tay và thiếu răng khôn. Điều này chứng tỏ rằng loài này nguyên thủy hơn so với một số loài khỉ khác. Điều thú vị là chúng sở hữu cho mình chiếc răng cửa đặc biệt, có thể gặm xuyên qua lớp vỏ cây một cách dễ dàng để tìm nhựa cây, nguồn thực phẩm chính ưa thích. Khỉ đuôi sóc gặm các lỗ trên vỏ cây đôi khi lên tới 10 lỗ mỗi ngày và quay trở lại những lỗ này nhiều lần trong ngày để thu hoạch thành quả chính là nhựa cây. Là loài ăn tạp, thức ăn của chúng cũng rất đa dạng, bao gồm nhựa cây, dây leo, côn trùng, nhện, mật hoa và trái cây cùng những thứ khác. Do kích thước cơ thể đặc biệt nhỏ, đương nhiên chúng vẫn là mục tiêu dễ dàng của những kẻ săn mồi, chẳng hạn như chim ăn thịt, mèo rừng và cả rắn. Để đề phòng những loài săn mồi, cổ của chúng rất linh hoạt và chúng có thể quay đầu về phía sau để phát hiện những mối nguy hiểm từ mọi hướng. Khỉ đuôi sóc giao tiếp với nhau bằng cách trò chuyện và ngân nga bằng giọng the thé. Chúng có thể tạo ra âm thanh tần số cao đến mức con người không thể nghe thấy. Chúng cũng có thể tạo khuôn mặt để thể hiện cảm xúc khác nhau như hài lòng, ngạc nhiên hoặc sợ hãi bằng cách di chuyển môi, mí mắt, tai và lông quanh mặt. Thời gian mang thai của khỉ đuôi sóc lùn mẹ khoảng 4-5 tháng và có thể sinh con từ 5-7 tháng một lần. Những con khỉ đuôi sóc hầu như luôn có 2 con trong một lần sinh sản. Nhưng trong các sở thú, đã có những ghi nhận về trường hợp khỉ đuôi sóc mẹ sinh 3 hoặc thậm chí 4 con non trong một lứa. Con non mới sinh của loài này thường có kích thước bằng ngón tay cái của con người. Điều đặc biệt là sau khi sinh, khỉ cha sẽ thực hiện trách nhiệm của mình bằng cách chăm sóc và cõng những con non trong 2 tuần đầu tiên. Trong khoảng thời gian này, khỉ cha chỉ đưa chúng về với khỉ mẹ khi những con non đói và cần sữa mẹ. Quả là những người cha tuyệt vời. Ngoài ra, những thành viên khác trong đàn cũng có thể giúp đỡ công việc chăm sóc những con non mới sinh. Khi lớn hơn một chút, những con non có thể được cõng bởi những thành viên còn lại trong gia đình cho đến khi chúng đủ khỏe để tự di chuyển cùng với cả đàn. Mặc dù loài này hiện đang phải đối mặt với sự phá hủy môi trường sống, nhưng yếu tố này không có tác động đáng kể đến toàn bộ quần thể của chúng. Mối đe dọa lớn nhất của chúng chính là con người.
do sở hữu ngoại hình nhỏ bé kỳ lạ, ngoại hình dễ thương và khuôn mặt nhiều biểu cảm. Loài này dễ bị buôn bán để làm thú cưng. Nhiều người mong muốn tìm mua những chú khỉ này làm thú cưng. Nhưng có lẽ chúng không muốn vậy, bởi ngôi nhà của chúng là môi trường tự nhiên. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì xin hãy like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh ngày càng phát triển nhé. Đừng quên cho khám phá thế giới biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Cảm ơn các bạn.